cùng thì ngày này cũng đã đến đúng không ạ? À? Đây là một dự án phim điện ảnh đã được chúng ta trong đời rất là lâu. Đây cũng chính là ký ức của rất là nhiều thế hệ người Việt Nam của chúng ta chính thức được giới thiệu đến tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Cái khoảnh khắc đó là mình tự nhiên mình vừa bước vô mình thấy vào sao đẹp quá, rất là trân trọng, rất là xúc động và có một cái gì đó rất là tự hào, đó còn mang đến cái sự hấp dẫn mãn nhãn. Cái mà tôi thích nhất là sự khác biệt, cảnh quan trạng, cái chủ đề về xây dựng nhân vật, diễn tiến các nhân vật và về cả một cái ý tưởng, cái thông điệp tỏa ra từ câu chuyện với một cái nhìn mới của một cái khoảng cách 25 năm, làm cho mọi người yêu thích văn hóa hay là lịch sử của Việt Nam, những cái câu chuyện về con người Việt Nam, nó là một cái thử thách rất lớn của rất nhiều nhà làm phim. Rất là tự hào vì là một trong những diễn viên tham gia cái đất nước phương Nam. Một cái bộ phim mà không phải là ai đó mà của cả một tập thể ekip, từng cái cảnh hay là kể cả những diễn viên ở miền Tây họ cũng góp ý những cái chi tiết ở địa phương, tất cả được xây dựng bởi rất nhiều người. Mình mong rằng mình có một cái sản phẩm để xứng đáng cho tất cả một cả ekip. Thật sự là nếu mà có tình yêu mà được bộ phim này. Mọi người ơi, hãy nhớ là xem trailer, chia sẻ và ủng hộ cho Đất Rừng Phương Nam. Phía Văn Đức mong muốn tất cả mọi người hãy ra rạp xem và ủng hộ bộ phim Đất Rừng Phương Nam. Bà con ơi, 20 tháng 10 này cùng ra rạp xem phim nha. Nó không chỉ là các người, con người và cái cảnh đẹp của Đất Rừng Phương Nam và cả cái tình cảm giữa con người với con người. Con người sẽ có được cái mà mình muốn, đó là đớn xem bộ phim nó bất ngờ, nó kịch tính và hấp dẫn. Đất Rừng Phương Nam. Miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng, xoay dòng cửu long giang, mênh mông rừng trai bạc ngàn.